Thưa quý vị, Nguyễn Việt Nam xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào khí giả Lê Bình, Chủ tịch hiệp đoàn Khí giả về Mỹ gốc Việt, miền Bắc California. Chào anh Bình. Dạ, thưa kính chào anh Nguyễn Xuân Nam, kính chào tất cả quý khán thính giả của Việt uh, truyền hình Việt Nam một khắp nơi. Thì hôm nay nó có một cái đề tài cũng rất khá thú vị. Và mình mới nhận được một số email một số cái cái text nó làm hình như ngày mai sao nếu mình nhớ đúng là cái yeah. nhóm chạy bộ của San Jose Running Club sẽ chạy, chạy bộ gây quỹ ngày mai bác anh. cái đó thì tôi cũng nhận được một cái text là ngày mai là ngày 21 người ta sẽ tổ chức chạy bộ, tức là họ ra chạy bộ cứ một dặm là cho một em bé đó hội đó tên là uh, San Jose Vietnamese Uh, running club là hội chạy bộ có người Việt Nam ở tại câu lạc bộ chạy bộ có người Việt Nam tại Jose. Họ chạy ở đâu em? Uh, cái chạy ở đâu thì tôi không nghe người ta nói nhưng uh, chắc họ chạy ngoài công viên người ta chạy những cái nơi nào công cộng hay là trong uh, uh, những con đường mà trail của cái uh, trong mấy cái 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 vùng đồi núi chung quanh Sarojha không biết họ chạy ở đâu. Yeah. Và yeah. cũng trong ngày hôm nay tòa soạn cũng nhận được một cái cái lời nhắn tin nhắn của cái anh Hải Huỳnh. Anh gửi qua Facebook, gửi qua email cho rất là nhiều báo chí hội đoàn cộng đồng tại đây về cái cuộc mà về cuộc chạy bộ này anh bên bên à tôi cũng có nhận được cái cái cái, cái mấy chứ không phải là cái thư. Dạ. Yeah. thì bây giờ có thể được thì mời anh Lê Bình còn trẻ trung hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Dạ. Yeah. Dùng cái, cái cái thư của anh Hải Huyền. Yeah. Dạ. Yeah, cái à. đó là cũng hay thiệt. Bây hả? giờ anh Hải Huỳnh là anh <laughs> chức vụ anh là cái hội 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 Nam profit về hội tiền nguyện hội gì tên gì anh? Cái hội của tôi nó không phải là non-profit mà là cái hội đó gọi là hội truyền thông báo chí Bắc California. Không, không, cái hội của anh Hải Huỳnh cơ. À, cái hội của anh Hải Huỳnh gọi là tiếng nói của cử tri người Việt à, gốc Mỹ tại San Jose. Ừ. Người nha. Mỹ gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt. Cái bây giờ mời đọc cái thư của anh Hải Huỳnh... Và yeah, để tôi uh, đang tìm nó ở trong uh, trong uh, cái này Cái thư đó là như này Anh viết uh, đơn giản lắm Ông Biên đoàn thưa tôi vào tháng 3 năm 2024 Ông David Dương thưa tôi, kiện tôi vào tháng 5 năm 2024 Ta ra đặng thưa kiện 8 người già vào tháng 5 năm 2024 những cái đó nó có phải là sự ngẫu nhiên hay không? Anh đặt câu hỏi. Rồi qua một cái đoạn khác anh viết tôi nghĩ rằng hội chạy bộ San Jose San Jose Vietnamese Running Club should stop all illegal activity including raising funds until the suspension is removed tất cả những người trong cái hội này phải nên chấm dứt tất cả mọi cái hoạt động bất hợp pháp kể cả việc uh, gây quỹ cho tới khi nào mà cái lệnh cấm lệnh rút lại cái giấy phép hoạt động được uh, lấy đi và cho phép trở lại và tất cả những cái tiền thu được, được rồi phân phối đi có phải báo cáo ở đâu không và theo ông Hải Quỳnh viết it should be transparent tức là phải được trong sáng phải được minh bạch và ông đặt câu hỏi hội chạy bộ San Jose và board member có làm gì sai không hội chạy bộ San Jose và Bo Member có phạm luật không? Đó là tất cả những câu hỏi 1, 2, 3, 4 câu hỏi của ông Hải Quỳnh là chủ tịch của hội cử tri người Mỹ gốc Việt đặt vấn đề như vậy. Thưa anh. Nhưng nói cái khác hơn là theo ngôn ngữ tiếng Việt mà chạy bộ chạy bộ lậu không anh? cái đó là chạy bộ thì không lậu anh nhưng mà uh, lấy tiền thì lậu ừ. tức là chạy bộ ổng cái hội này họ đặt ra một cái tiêu chuẩn là cứ hết chạy một dặm cho một em bé chạy một dặm cho một em bé tức là họ tập thể dục thể thao ra chạy bộ cái đây là một cái cách làm việc mà người mỹ thường thường họ làm mỗi một người chạy bộ như vậy đó là sẽ có đi tìm một người bảo trợ cho mình chạy và cái tiền bảo trợ đó là dưới cái tên cái người mà chạy bộ và cái tên những người chạy bộ đó là member của cái hội đó là thành viên là những người hoạt động trong cái hội đó hội đó tên là San Jose Vietnamese Running Club là hội chạy bộ câu lạc bộ chạy bộ của người Việt tại San Jose Chứ dạ, họ... lậu bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, họ làm lậu từ năm 2017 tới giờ. À, để tôi coi lại là họ họ chạy lậu từ năm 2016 tới giờ là nhiêu ừ. năm? 8 năm. Dạ. Tức là về số tiền thu được của bà con gom góp của bà con trong đồng 8 năm vừa qua làm cái gì anh? Dạ thì họ cứu trợ họ cứu trợ theo trên cái website thì họ cứu trợ cho những em trong nước tức là những em bé tại vì trong họ để là cứ một cái chạy một dặm như vậy cho một em bé họ đặt cái... cho em bé không hay, hay hay cho em lớn à cái cái, cái em này thì cũng không biết làm sao nhưng mà tôi cứ đọc ở trên cái web mình nói cho rõ cho đúng đó, là họ chạy bộ để gây quỹ rồi có tài dạ. trợ cho bộ đội biên phòng không? Dạ Để họ hỏi. họ cứ đưa về trong đó nói thiệt với anh vào cùng quý thính giả khán giả khắp nơi mà đặc biệt là người việt ở trong nước đó nha họ biết hết tất cả đều tiền đều phải vô một nơi thôi và ở nơi đó họ phân phối như thế nào ra làm sao thì họ muốn nói gì là phải nghe đó thì cái chỗ mà thu lượm những cái đó là hội Hồng thập tự Việt Nam hoặc là mặt trận tổ quốc uh, Việt Nam tức là những tổ chức của của cộng sản do Đảng cộng sản nó kiểm soát uh, anh biết mặt trận tổ quốc Việt Nam là do ai thành lập Và ai lãnh đạo anh cái đó thì cũng theo tin tức tài liệu là do đảng Cộng sản mà đảng Cộng sản là do Hồ Chí Minh lập đêm về năm 1930 từ bên Tàu à, về cái hang bác bó ở trên ca bằng Lạng Sơn chỗ dùng đất có tên là Tân Trào cái dùng đất đó là Tân Trào tôi thì nghe nói Hồ Chí Minh thành lập cái hội, hội mà Hồng Tử Việt Nam á chữ thập đỏ trong nước gọi chữ thập đỏ Việt Nam vào năm 1946 ừ. tất cả nói à, chắc chắn một điều là đồng bào người Việt ở trong nước họ đều biết chỉ có đồng hương người Việt ở ngoài hải ngoại có người chưa biết hoặc có người giả bộ không biết hay là có người biết mà uh, không nói thì tôi không có biết như thế nào nhưng thực chất tất cả mọi tổ chức ở trong Việt Nam từ 75 toàn quốc và từ năm tư cho tới 75 là ngoài miền Bắc Việt Nam kể từ sông Bến Hải thì tất cả những tổ chức nào có mặt ở trong nước đều dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam ừ. và điều đó người ta đã xác nhận chính Cộng sản Việt Cộng nó xác nhận là trong cái điều số 4 của cái hiến pháp của nó nó sửa tới sửa lui nó sửa gì đi nữa nhưng có một cái điều nó không sửa đó là tất cả đều dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam làm tất cả mọi tổ chủ tất cả mọi tổ chức và trong nước ấy, Chủ tịch hay là cái gì là, là đương nhiên là cộng sản rồi là chúa Trùm việt cộng rồi còn những việt cộng con việt cộng cháu thì nó phân phối ra làm xã trưởng tổ trưởng cho lên cho tới bộ trưởng và trong đó nó cũng lập quốc hội lập pháp tư pháp hành pháp nó cũng giống như tất cả các nước tự do và các bản hiểu nó treo lên thì tất cả mọi người trên thế giới trừ người việt nam trong nước là điều thấy nó có ba cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp y chang giống như các nước tự do nhưng mà tất cả những cái đó là dưới quyền của đảng viên đảng cộng sản có nghĩa là dưới tay dưới sự điều hành của đảng cộng sản và nó chỉ là đảng viên cộng sản mới được làm những chỗ đó còn ngoài ra thì không có ai khác được làm thì điều đó người dân trong nước biết còn người dân ở hải ngoại này tôi nghĩ chắc không biết hay là họ biết thì tôi cũng không rành đại khái là tất cả đều là đảng do đó nên đảng trong đó hồi kia nó có cái đảng dân chủ đảng xã hội nhưng mà những cái tay mà đảng dân chủ đảng xã hội đó cũng là đảng viên đảng cộng sản nên nói một cách tổng quát là tất cả đều do đảng cộng sản không có ai ngoài đảng cộng sản cai trị đất nước việt nam như vậy thì chúng tôi có ai đại diện chạy bộ chung với cái hội hội này không anh tôi thấy ở trên website đó anh thì họ có trên website có họ họ có nhiều team lắm team tức là nhóm á tức là một nhóm một tổ hay là một gì đó họ dùng chữ team, team đó là một nhóm với nhau có khắp hai mươi mấy tỉnh ở trong nước Việt Nam. Và trên website mỗi một tỉnh họ có một chi nhánh. Cái chi nhánh đó họ gọi là team và họ cũng có người điều hành ở đó. Tức là cái hội chạy bộ này họ ở Mỹ làm tại thành lập tại San Jose nhưng mà hoạt động ở San Jose thì không thấy cứu trợ ai. Nhưng mà về trong nước thì lập các hội chạy bộ ở trong nước. Có cái chi nhánh khắp các tỉnh. Hầu như là 3 phần 4, 4 phần 5 các tỉnh của nước Việt Nam đều có một cái team của họ hoạt động ở trong đó. Ừ. Đó là những điều tôi đọc thấy. Rồi cái thư của anh Hải Huỳnh còn tiếp nữa không anh? dạ không anh về viết rất là ngắn anh chỉ có mấy đoạn thôi anh chỉ nói là bốn đoạn đoạn đầu tiên là ông kể là ông bị su và có tám người già ở đây bị su thì ông đặt câu hỏi cái đó nó có có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà lại bị su tới ba ông bị hai lần có hai người kiện ông và tám người già Việt Nam bị cái cô trong cái hội này nè kiện và sau đó là ông bày phát biểu ý kiến của ông là ông nói rằng phải stop tất cả mọi cái illegal activity uh, tiền quyên góp tất cả cái đó là đều là không có hợp pháp cho tới khi nào mà họ có cái giấy phép hoạt động tôi nghe nói có người những người chạy bộ chung ngày mai gồm có ông Matt Mahin, thị trưởng thành phố rồi ông cựu thị trưởng thành phố ông Sam Ricardo cựu nghị viên thành phố của Madison rồi nghị viên thành phố của biên đoàn như vậy một cách gián tiếp là thành phố San Jose và những vị dân cử có đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp cho cái hoạt động chạy bộ bất hợp pháp này không? À, Anh... tôi thấy thì người ta cũng đồn vậy chứ tôi cũng không, không có thấy mấy người đó họ tôi cũng chưa có biết họ có ở trong cái 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 câu lạc bộ này hay không. Họ có chạy bộ không nhưng ngày mai là chắc chắn họ chạy những người mà member của họ những người mà sinh hoạt chung với họ đó là sẽ chạy bộ và tin tức họ cũng gửi ra nghĩa là, là có người gửi cho tôi không không chắc là là những cái người có tên này họ có xác nhận hay không thì người ta nói là có những người mà anh vừa kể tên là họ sẽ tham dự chạy bộ nhưng mà cái giấy mà theo nguồn tin mà chúng tôi biết được nó nói chuyện trực tiếp với một người, 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 người luật sư cầu luật sư thì đúng hơn thì anh ta kiểm kiểm cái tin trên cái 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 ghế của của tiểu bang anh biết không Dạ. Yeah. thì thì tới 12 giờ 30 trưa hôm nay thì cái giấy phép của hội giải bộ vẫn bất hợp lệ mà như anh nói nó bất hợp lệ từ năm 2016 không dạ yeah, tôi cho xin đọc hết đó là cái cái chuyện bất hợp lệ từ năm nào thì không thấy đây nhưng mà cái chữ ký của các người bộ trưởng ngoại giao của tiểu bang á họ xác nhận là lúc ký đó ngày 8 tháng 9 năm 2024 tức là tới cái ngày 8 tháng 9 2024 là suspended suspended là ngưng chấm dứt là không còn hoạt động là không được phép họ ghi danh xin phép cái tên của họ là San Jose Vietnamese Running Club Organization và cái số phép của họ là 3946276 và họ ghi ghi tên của họ là vào ngày 15 tháng 9 năm 2016 và họ ở California tình trạng là bị suspended nghĩa là không có À, không có hoạt động được nữa và cái người ký tên là họ ký vào ngày 8 tháng 9. 8 tháng 9 có nghĩa là cái người nào họ sinh họ cái tờ giấy này họ in ra được họ gửi cho đồng hương mình coi là ngày 8 tháng 9, tức là mới đầu tháng 9 đây bữa nay là 20 rồi. Dạ. Yeah. Yeah. À, tức là trong vòng 12 ngày vừa qua không biết họ có đã sinh lại được chưa. Vì ký cái ngày 8 tháng 9 Thì bữa nay là 20 tháng 9 Trong vòng 12 ngày Không biết họ đóng tiền Họ xin lại được chưa Nếu chưa Thì cái đó là bất Thế hợp là pháp Nếu mà không được bất hợp pháp Hoạt động như vậy bất hợp pháp Thì tiền thu được làm gì Giá tiền thu được thì tự do anh à, Thì làm sao không? mà anh thu tiền Anh làm sao người ta lấy biên nhận đi khai thuế à, Cái điều đó là cái Những người đóng góp cho trong đó Mới là cần biết còn mình không có hội duyên mình không có đóng góp gì hết thì mình chỉ nói vậy thôi chứ còn ví dụ như là nó ra cái 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 tiêu đề của nó là chạy một dặm cho một em bé, ví dụ như ngày mai nó chạy bộ trong đó có những người mà cựu thị trưởng rồi tân đương kim thị trưởng rồi uh, cựu phó thị trưởng rồi uh, uh, tới uh, đương kim nghị viên là bốn năm người ra chạy như vậy làm những người đó họ chạy như vậy tức là họ tham dự vô và họ cổ vũ vô họ bảo đảm cho họ thu hút người ta theo cái đám này chạy bộ để dụ người ta vô đóng tiền thì cái tội của mấy anh uh, dân cử này là mấy anh uh, làm việc chính quyền nhưng mà mấy anh không coi uh, vấn đề phép tắc mà anh tham dự vào một tổ chức bất hợp pháp khi mà anh tham dự một tổ trước bất hợp pháp vậy thì anh là ai anh là người như thế nào anh nói ai nghe anh không có bằng lái xe mà anh lái xe à anh không có bằng bác sĩ mà anh đi làm bác sĩ à ở đây có người làm bác sĩ giả đó bị người ta bắt đó thì, mấy anh này đi tham dự với cái đám nguyên tiền bất hợp pháp thì không biết luật có bắt họ không ừ. Uhm và chúng tôi dành thời gian và chương trình để nghe các ông Matt Mehen thị trưởng, ông Sam Dicado phó thị trưởng ứng cử viên chức dân biểu tiểu bang, dân biểu liên bang, cô Mason cựu phó thị trưởng ứng cử viên của chức giám sát quận hạt Santa Clara và biên đoàn để đính chính lại nếu những điều mà anh Lê Bình và chúng tôi nói có sơ sót và Nhưng chúng tôi cái muốn chỗ này, muốn cái quý vị chỗ này... có, có trả lời cho đồng bào đâu quý vị có góp phần hoạt động bất hợp pháp không? Ừ. Tôi nghĩ là những lời mình nói ra là theo ý tôi là nước đổ đầu dịch nha à, nói với lỗ tay cây nha và người bình dân họ nói nói chuyện với đầu gối sướng hơn, tức là anh kêu gọi nhưng mà không có ai làm đâu tại vì uh, họ có quyền, à, họ có quyền và nếu cần họ có thể là ra lệnh bắt anh luôn, uhm. họ có rất là nhiều quyền lực, họ làm vua ở trong một vùng nhỏ ngày xưa nói chuyện tàu á, tức là lãnh chúa một vùng gọi là một nhóm ở trong rừng trong núi kéo xuống là chặn con đường nó thâu tiền mãi lộ và làm gì nhau cũng giống như việt cộng trong nước á lúc mà chính phủ việt nam cộng hòa mình coi chia nó chia đất nước ra làm hai nó cai trị nó đè à, cổ dân chúng ở từ bến hải ra tới ngoài ải nam quan và nó ký uh, với pháp nó chia đất nước ra thì ông ngô đình diệm một chí sĩ được ông vua bảo đại là người người vị vua của triều nguyễn và ông đó mời về làm thủ tướng để coi từ miền nam từ bến hải vô tới cà mau và người ta đã xây dựng một đất nước rất là ngon mà vậy nó gài người vô nó ở trên núi nó à, tối nó xuống nó chịch cổ người chân nó lấy tiền đứa nó không nghe nó là nó giết và ban ngày thì nó rút vô núi thì ai làm gì nhau chứ yeah, cướp mà đó là gì nhưng mà có những tên à, vẫn cứ theo nó vẫn có những tên thậm thòa thậm thục về với nó đem tiền về cho nó và nó sắp sửa qua đây nó là thằng tô lâm con cháu tô định sắp sửa qua đây đi họp hội đồng liên hiệp quốc ở tại new york vào tuần tới ở đó cộng đồng sẽ tổ chức biểu tình rồi sau đó nó sẽ ghé nghe tin nó sẽ ghé qua thăm google hoặc là facebook ở Sanibel Mountain View đấy ừ. thì đồng bào làm gì ở bên kia người ta đã tổ chức biểu tình người ta kêu gọi ra một tháng nay rồi nửa tháng nay cộng đồng người việt quốc gia liên bang hoa kỳ đã ra cái thông báo kêu gọi biểu tình đó là những chuyện của cộng đồng người việt liên bang hoa kỳ còn cộng đồng người Việt của mình ở đây làm gì? Đó. Những ông được dân bầu lên ở đây tham dự với một cái tổ chức bất hợp pháp. Quyên tiền của người ta không có giấy phép. Đó. Ông Hải Quỳnh nói nè, phải report tất cả mọi donation mà nhận được. Và gửi đi đâu? Đó phải là trong sáng ông hải quỳnh là, là người mà bị ông biên đoàn kiện á ông đó là tiếng nói của cử tri người mỹ gốc việt ông bị kiện đó và ông là cái hội của ông tên vậy và ông đã lên tiếng thì tôi không biết là tiếng nói của ông có được ai nghe hay không ừ. Ừ. ok Thế là... Như vậy mà làm đã làm lậu mà còn tất cả quan chức quan quyền người tham dự hết thì kỳ quá. À, thì tôi thấy là cái lúc cái lúc mà hỗn quang hỗn vân cái lúc mà xã hội nó loạn lạc á, thì ma quỷ nó phải hiện hình. Và theo mà tin tưởng vào cái cái vấn đề tâm linh á vì con người ta có phần tâm linh và có phần vật chất và có phần linh hồn và phần thể xác ở một cái thời buổi nào đó một cái thời gian nào đó ma quỷ nó sẽ hiện hình lên và nó giống như người ta vậy đó nó sẽ giống như người ta người việt thì nó giống người việt nói tiếng việt người mỹ thì giống như người mỹ nói tiếng mỹ và nó hiện hình lên nó dụ dỗ và, và có những người biết có những người không biết có những người biết mà vẫn cứ theo những người không biết mà theo thì mình thương cảm cho họ những người biết mà vẫn cứ theo thì mình chửi họ chứ làm gì nhau nha yeah. một vài hôm trước đó, tôi đã đọc một cái cái text trên trên tin nhắn trên 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 xe phone á nói là người, ông ông hội dạy bộ ông gì đó à ông ông lê lương lương lên à, ông ông nói là hội của ông ấy chỉ có mặc áo cờ chào cờ đỏ chào chào cờ chào cờ hoa kỳ dạ, chào cờ tiểu bang thôi à uh -huh. không ngoài ra không có chào cờ nào hết uh -huh. thì có một độc giả đem cho tôi một cái email email uh -huh. tôi tới cho tôi à uh -huh. cái điều ông nói ra nó nói đúng không anh nam tôi nói, tôi tôi mới đọc cái text rồi tôi không biết đúng không ông đưa ông email tôi coi cái hình thì hội chạy bộ đó không biết đứng ở đâu tôi sẽ coi lại cái hình đó yeah. biết tôi mà bên đó là hội chạy bộ khi về Việt Nam á không biết đứng ở đâu mà cờ xí của của Việt cộng ngọt trời hết à hả? ở sau background còn có hình Hồ Chí Minh rất là lớn à. rồi bên trái thì có cờ vua liềm Trung yeah. Quốc trên đầu thì có banner là đảng cộng việt nam quan linh muôn năm ừ. thì họ nói là trong đó có hội chạy bộ đứng nhận giải thưởng trong trong hình đó ừ. thì tôi hơi nghi nghi ngờ ngờ hội chạy bộ đó không đứng chào cờ nước nào hết chào cờ nào khác ngoài trừ hai cờ cờ mỹ và cờ tây ban california ừ. vậy tôi xin chuyển lời trong lương lê đó và hội chạy bộ có đứng trong cái cảnh đó cái chào cờ trước cờ của tổ quốc việt việt cộng không yeah. cái chào cờ đảng không có yeah. đứng cái cầu khẩu hiệu đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm hay không hay là một số độc giả coi nhầm và nếu ông cảm thấy ông không có hình đó thì ông tới đây chúng tôi sẽ đưa coi hình đó ông xác nhận lại có đúng cái hình cái hình của quý ông không và độc giả thì gửi đến rất là nhiều nhiều hình khác nữa mà từ từ tôi sẽ có công bố dạ hình đó thì tôi cũng có nhưng mà lâu quá không biết nó đi cái phương nào rồi cái là về việt nam chụp ở giữa con đường mà có cờ có tất cả nhưng mà vì lâu quá nên tôi không biết có còn ở trong cái cái hệ thống phone của tôi ở đây hay không à, nhưng cái chuyện mà ổng chào một lá cờ ấy, thì tôi có thấy à đây tôi có cái hình này dạ đây đây cái hình này không biết là, là có thể là là ở thành đây hình nó như thế này anh thấy rõ không cái đó là nha trang Ồ, oh, nha trang hả oh. cái đó là chạy bộ nha nha nha, nha trang còn oh, cái hình oh. hình của tôi dường như cái hình mà ông độc giả đưa tôi coi à. là như mà trong cái hội trường à à và hình như là của mặt trận tổ quốc à. thì à. Để, để ngày mai mốt tôi sẽ đục ra đục, tôi cho anh coi. Dạ, yeah, cái hình đó là, là ở Nha Trang hả? Còn cái hình này là mới nhất nè. À, hình này ở trên Facebook của ổng và người ta copy xuống người ta đưa cho tôi coi. Và tôi uh, cũng muốn nhân đây xin uh, đưa lên cho đồng hương mình coi luôn. Nha, yeah. cái hình như thế này. Đây. Anh thấy rõ không? Có đọc ừ. chữ được không? Đó, đó, đó có, có, có đọc được dạ. Yeah đó đập chữ nha thì độc giả tôi cầm cái email này cũng lê lương mà tôi hỏi và họ đưa cái họ nói họ chỉ bằng áo cờ cờ của mỹ và cờ california thôi nhưng tại sao họ lại đứng chụp hình hội chạy bộ lại đứng chụp hình dưới cờ đảng cờ chính phủ dưới, mà có đảng ra miền nam qua quan buôn năm rồi như vậy là như vậy họ phải chăng là họ chỉ kỳ thì một bên này tôi tôi sẽ Tôi, sẽ, tôi 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 vị cái hình này sau. Dạ. Yeah. Tôi tôi xin xin đưa một cái hình khác nè. Cái hình mà anh nhớ vừa nói là chạy ch, ch, chào hai lá cờ đó. Mm. À, nó trong đó cũng tự trên Facebook người ta ổng nói rằng á cái hội chạy bộ chỉ chào hai lá cờ của tiểu bang và của USA. Anyone have a problem with it, then deal with it. Cái câu để dịch ra tiếng Việt làm sao hả? Ai có vấn đề tự giải quyết lấy. À đây. đây. Anh thấy rõ không? Dạ. Yeah. Đây nè, đó, chào cờ đây. Tôi sẽ đặt vấn đề với lại những người trong bức hình này vì đây là những người, anh em của tôi. Nó đang dụ dỗ hướng đạo không chào cờ Việt Nam. Đây nè anh coi chút cho thấy nè có mấy em yeah. hướng đạo Việt Nam thì tôi sẽ đặt vấn đề này riêng với lại những anh hướng đạo ở đây là tại sao lại nói là hướng đạo Việt Nam mà lại đi dưới, đứng dưới cái tổ chức uh, bất hợp pháp rồi còn tuyên bố rằng chỉ có chào hai lá cờ và họ cầm hai lá cờ thử chỉ có lá cờ của uh, Hoa Kỳ và lá cờ của uh, uh, tiểu bang thôi. Anh có thể thấy được ở đây uh, là hai em hướng đạo nha. Có uhm. không? Thấy, thấy, thấy. Thì tôi sẽ đặt vấn đề với lại tôi không biết đoàn nào. Tôi không đọc được vì nhỏ quá. Tại sao lại bà con uh, người Việt ở đây cho các em sinh hoạt với đoàn thể hướng đạo nào đây mà lại đi đứng chung với lại một cái tổ chức uh, bất hợp pháp lại còn tuyên bố là chỉ có salute hai lá cờ thôi là rõ ràng cờ hoa kỳ rồi ai có cái problem gì với cái chuyện này thì tự điều lấy nghĩa là tự giải quyết lấy và những em này á, là người mỹ gốc việt thì họ có quyền chào hai cái đó thì đúng rồi nhưng cái những nhóm này họ thu nhận chỉ có người việt nam mà thôi và dạ, hỏi tôi chỉ tôi nói tôi, tôi, hỏi... tôi nghe vậy thì tôi không muốn hỏi là hỏi sự công bằng thôi yeah, đây nếu mà anh có quyền treo cờ nào chuyện của các anh trong phải chuyện của đúng, chúng đúng. tôi nhưng đây. mà tôi là nếu anh cho treo cờ việt cộng á thì anh cũng anh không cho anh không cho treo cờ việt nam cộng hòa nhưng mà anh đứng treo cờ anh đứng với cờ việt cộng chào cờ việt cộng là không có phe cho, cho chúng tôi đó thì anh đi quyết hết you bà, you got to deal with it yeah anh dám dám nói kệ vậy thì đó ông về Việt Nam mặt trận tổ quốc uh -huh. gì đó nó, nó, nó chào cờ mà ông đứng nó phát thưởng, đứng dưới cờ đỏ sao bạn bảo lột cờ chúng ta mới nhận thưởng lột khẩu hiệu chúng ta mới nhận thưởng lột dám lộ... không dám không hay ừ. hồ quan bên chúng ta mới nhận thưởng dám uh -huh. không dạ. tại tại sao lại lại, đối xử với Việt Nam hòa như vậy mà lại uhm. chạy bộ trong lãnh thổ của cộng đồng người Việt Hà Quốc thì là công sản uh -huh nguyên tiền trong trong cộng đồng người Việt tiền nạn cộng sản mà lại yeah. làm là, bạc đãi người Việt quốc gia rằng sao? Yeah. Thì đi quyết it You got to deal <laughs> with it. rất là ngon. À, những người Việt ở đây cũng rất là dễ thương vì họ đã à, tham dự với một tổ chức bất hợp pháp không giấy phép và họ vẫn đóng tiền cho những người đó mà họ lại là nói tiếng việt, ăn cơm việt và đi chợ việt rồi làm việc đem tiền về đóng cho họ và họ hướng dẫn những chuyện không không hợp lý, không hợp tình tất cả những điều đó thì anh phải điều với, với với gia đình tất cả những người này dính trong đó chứ họ là họ đã tuyên bố như vậy rồi nhưng mà nhưng mà anh anh nếu mà cái tin mà mấy ông mấy ông lãnh đạo thành phố này cựu lãnh đạo tân lãnh đạo thì mà hợp tác như vậy trị bộ như vậy cho hội chị bộ yêu thì ông có ông cảm thấy có problem một vấn đề đó không cái đó tôi nghĩ mấy ông mấy ông không biết ông có biết hay không à, và cộng đồng người Việt mình uh, nghe tiếng Việt thôi, mình nói bằng tiếng Việt thôi và những người đó đều là người Việt thì họ sẽ nghĩ sao thì những người này thì cái đó là mình chỉ đưa tin như vậy thôi còn có thể họ chấp nhận và những ông đó ổng cứ ra đó ổng chạy bộ ổng góp tiền thì tôi hỏi thiệt làm gì nhau? nha Ở lên trên thành phố thì họ gõ búa một cái là im re Yeah. rồi họ xuống dưới đó họ quyên tiền họ xuống dưới đó họ kiếm phiếu thì đưa cho họ thì là cái gì người ta nói ông tản đà nói không người ta nào hết nguyễn khắc hiếu nói cũng bởi thằng dân ngu quá lợn nên quân chúng nó mới làm quan ông nói từ cái thời mà phong kiến kìa thời còn vua chúa kìa bây giờ vẫn có đúng cũng bởi thằng dân ngu quá lượng cho nên quân chúng nó dễ làm quan hết làm gì nhau thứ năm đó người ta hỏi câu thứ hai tôi hỏi bình luân tôi không rằng tôi nói, đó có phải là nguyên nhân gây rắc rối kiện tụng các hội đồng quốc gia từ đủ thứ không nào kiện hải huỳnh nào kiện những người già người người những những người già nằm lấy đi cái vườn việt cướp đi cái vườn việt yeah. thì cái đó nó có liên quan với nhau không thưa anh à, thì ông, ông, ông 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 hải quỳnh ông đặt câu hỏi nè ừ. là có phải nó có sự ngẫu nhiên không Dạ ừ. vậy tôi cũng không biết có phải ngẫu nhiên không nhưng thưa với anh và thưa với tất cả khán thính giả của người Việt Nam đang theo dõi hoặc sẽ theo dõi việc truyền hình Việt Nam 1. Tôi xin xác định đối với tôi, tôi xin trả lời cho ông Hải Quỳnh câu cái suy nghĩ của tôi và trả lời cho anh Nguyễn Sơn Nam. Đây nó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đó là một hệ thống, đó là một tổ chức nó được cái dàn dựng nó có sự liên kết với nhau dưới nhiều hình thức khác nhau. Trước hết là tôn giáo là thương mại, là sinh hoạt cộng đồng, là các cái tổ chức thanh thiếu niên, những nơi uh, chạy bộ, tập thể dục. Tất cả những cái điều đó là tự do đối với đất nước Hoa Kỳ và mọi người đưa con em mình tới, đưa chính mình tới để tham dự giải trí lành mạnh, để tham dự những cuộc họp mặt đồng hương kể cho nhau nghe chuyện từ chuyện uh, của cộng đồng kể về tâm tình của những người việt kể về ông bà quê hương đất nước ăn tết ăn lễ với nhau thì tất cả những cái đó họ bị dụ dỗ và có một nhóm thì nhóm đó là ai đó là cộng sản việt nam tôi nhìn với con mắt của tôi đó là quyết định một ba ba bốn cái quyết định này tôi cũng nói nhiều lần mà tôi cũng phải nói hoài nói mãi nói miết vì nó ra lệnh cho nhân viên của nó chứ cái quyết định này nó không có phải nó ra lệnh cho ai cho nhân viên của nó phải làm bằng cách nào thâm nhập vào những cộng đồng nếu mà lật đổ cộng đồng nó xuống được và chiếm lấy cái cộng đồng đó thì tốt không có thì phải nhập vô đó quậy cho nó uh, chia rẽ đâm bị thấp thập bị cảm để cho chúng nó cãi lẫn nhau và do những hội đoàn khác, những tổ chức khác, kể cả những hội liên trường, kể cả những hội sọc sinh đồng hương, tất cả nó đều tham nhập do bằng mọi hình thức dụ dỗ, dọa dẫm và diệt. Dụ dỗ dọa dẫm không được thì diệt, diệt bằng cách nào? Và nó diệt bằng cách là nó vu quan giá họa, nó làm cho sợ nó làm cho chán nản nằm ở nhà tức là nó diệt tất cả những cái mầm móng nào mà chống lại nó chống lại cộng sản thì nó sẽ diệt và người dân chúng ta vô tình nên chúng ta không thấy được là đó có cái bàn tay đó là cái nhìn của tôi thôi có nhiều người hãy nói tôi tưởng tượng quá sức nhìn đâu cũng thấy cộng sản nhưng mà không phải tôi nhìn đâu cũng thấy tôi nhìn thấy có chỗ chứ tôi, tôi thấy nó ở đâu nhưng vì sức không có lực không uh, có nên mình chỉ nói như vậy để cho đồng hương nào biết thì biết các tổ chức chính trị họ có tổ chức họ có đảng phái họ có lực lượng họ có đường lối thì họ phải điều cái đó và họ phải làm chuyện đó phải tận việc nó đi loại trừ nó ra khỏi cộng đồng không cho nó tham dự và yeah, cái chuyện đó ở Nam Cali hồi ta đã làm rồi. Người ta loại nó ra khỏi cộng đồng Chứ không làm gì được hết Nhà anh thì anh không cho nó vô thôi Chứ còn nó đi ngoài đường là Đường của chính phủ Không ai cấm được hết Đó là cái suy nghĩ của tôi Có liên quan đến nhau Vì quyết định có việc cộng Ra lệnh cho nhân viên nó ở ngoài này Làm chuyện đó Anh có nhớ cái vụ bữa trước không cái vụ mà cái tên ca sĩ gì đó mà nó mở quán cà phê đó không và ừ. cộng đồng đã ra thông báo là uh, nó như vậy vậy và người ta đi biểu tình nhưng mà khi đó là nó uh, thụt mất à, mấy vị dân cử nghe vậy là cảm cảm thấy không nên và ừ. nơi đó là không có tốt do đó họ không tới thì nó cũng thụt lui lại nhưng không phải vì lý do đó mà nó bỏ cuộc đồng bào chúng ta đồng hương chúng ta các tổ chức khi kêu gọi biểu tình đồng bào à, chuẩn bị thì tới cái ngày đó nó rút lui nó không làm gì nó âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng người ta đi không có tới nữa người ta không còn biểu tình nữa là sau đó mấy tiếng đồng hồ Nhà, nó bắt đầu nó lại rình rang trở lại nó cũng múa lân nó cũng ca hát ở trong đó thì cái chuyện đó là cái chuyện business của nó về nó đừng có ra ngoài mặt là được rồi nên người ta cũng không để ý tới thì đó tôi muốn kể cho một cái ví dụ cho thấy rằng mềm thì nó nắng mà rắn thì nó buông chỗ nào vô được thì vô chỗ nào không vô được thì nó bước đó là cái chính sách là cái đường lối của cộng sản nó lùi một bước hai bước để nó nhảy tới ba bốn năm sáu bảy bước và thực chất có những người vẫn còn tin tưởng vẫn nghĩ rằng à, nó bây giờ khác rồi và có những người việt quốc gia những người từng uh, ăn cơm có quốc gia từng là sĩ quan có quân lực việt nam cộng hòa mà vẫn theo như thường ừ. cái điều đó tôi không biết nói làm sao họ vẫn theo và họ vẫn vỗ ngực họ đang chống cộng sản họ họ nói cái chuyện đó không phải chuyện đó không có thì tôi nói thiệt anh con số 6 đó anh biết không ừ. anh đem con số 6 anh để dưới đất nha anh giúp anh làm một cái con số 6 rất là lớn rõ ràng nha anh để xuống rồi một ông đứng ở đuôi một ông đứng ở đầu thì hai ông đó ông nhìn thấy cái con số đó như thế nào và một ông thì nhìn thấy con số 9, một ông nhìn thấy con số 6. Anh tự có anh có tưởng tượng mình với mình làm một cái số 6 mình để dưới đất. Một ông đứng ở đầu đầu nam, một ông đứng ở ở đầu bắc, hai ông nhìn xuống hỏi ông con số mấy thì một ông trả lời ở à, số 6 và một ông thì trả lời nó là số 9. À. Yeah. Thì đó, đó là cái cái ví dụ để cho thấy rằng người dị chúng ta vẫn còn mơ hồ tôi không dám nói hết nhưng mà có một số sinh hoạt ở đây vẫn còn mơ hồ những người đó tôi rất là quen với họ nhưng mà tôi không nói được thưa anh và trong thời gian ngắn sắp tới chúng tôi sẽ có dịp công bố các vấn đề phức tạp hơn mà về mặt mà về các vấn đề vấn đề mình vừa nói có đầy đủ hình ảnh vì đầy đủ chứng cứ đầy đủ văn kiện tôi sẽ công bố cho quý vị trong cái dịp thuận lợi trong thời gian tới và vì sẽ nhận thấy rằng cái chuyện gì đang xảy ra tại thành phố San Jose nó có liên hệ gì không thì bây giờ chúng ta còn gì nữa không thưa, dạ, thưa anh đó là những lời tâm tình cuối tuần và những cái ẩn ức và những cái điều mà tôi suy nghĩ cũng nhân cơ hội anh hỏi ra một vài điều thì tôi trình bày như vậy và bây giờ trên cái mạng, tôi nghĩ trên các mạng xã hội bây giờ nó đang rộ đi rất là dữ dằn. Và những cái thông báo của cộng đồng, những ý kiến của những hội đoàn cộng đồng đang bùng nổ rất là dữ dằn. Và từ, có đây từ đây đến ngày mai cuộc gây bộ nó gây quỹ tiếp tục nữa. Thì tôi sẽ gọi đến quý vị những tin tức chúng tôi nhận được. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Lê Bình. Yeah, xin cảm ơn Nguyễn Xuân Nam xin cảm ơn tất cả quý đồng hương à, và một buổi chiều thứ sáu sắp sửa được nghỉ cuối tuần mà cá nhân tôi đã lập hiền quý vị bằng cách là nói những cái chuyện không có vui gửi đến quý vị tùy theo lòng của quý vị à, và kính chúc quý vị cuối tuần à, có những ngày đầm ấm bên người thân và như thường lệ chúng tôi cũng thông báo đến quý vị tất cả những quý vị được nhắc đến trong chương trình này có quyền được lên đài làn sóng này cải chính nó là giờ đúng nếu có gì đó không đúng cho tất cả quý vị xin cảm ơn quý vị xin chào lê bình dạ kính chào anh nguyễn xuân nam kính chào quý vị